khởi đầu khiêm nhường. Tuổi thơ của một ngôi sao đang lên, những ngày tháng đầu đời của Hồng Gầm là một bức tranh đầy màu sắc của những kỷ niệm giản dị và ấm áp. Hồng Gầm, cái tên gắn liền với âm nhạc Việt Nam ngày nay, đã có một khởi đầu rất khác so với những sân khấu lấp lánh mà cô đang tỏa sáng. Cô bé Hồng Gầm đã từng mơ ước được đứng trên sân khấu lớn, nhưng con đường đến với ước mơ ấy không hề dễ dàng. Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, tuổi thơ của cô được hòa quyện với những niềm vui giản dị của cuộc sống. Những buổi chiều chơi đùa cùng bạn bè, những lần chạy nhảy trên cánh đồng xanh mượt, tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên. Gia đình đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên những năm tháng đầu đời của cô, vun đắp cho cô những giá trị của sự chăm chỉ và kiên trì. Bố mẹ cô luôn là những người ủng hộ nhiệt thành nhất, luôn khuyến khích cô theo đuổi đam mê của mình. Ngay từ khi còn là một cô bé, giọng hát du dương của cô đã cho thấy tài năng âm nhạc tiềm ẩn bên trong. Những buổi biểu diễn nhỏ tại gia đình, những lần hát cho bạn bè nghe, tất cả đều là những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc của cô. Niềm đam mê âm nhạc của Hồng Gầm đã bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Cô bé thường dành hàng giờ để luyện tập, không ngừng hoàn thiện kỹ năng của mình. Âm nhạc không chỉ là niềm vui, mà còn là niềm đam mê cháy bỏng trong trái tim cô. Người ta thường thấy cô ngân nga những giai điệu hoặc hát theo radio. Những bài hát ấy không chỉ là những giai điệu vui tươi, mà còn là những lời tâm sự, những ước mơ và hy vọng của cô bé Hồng Gầm. Gia đình cô nhận ra tài năng của cô và khuyến khích cô theo đuổi đam mê của mình. Họ luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô có thể phát triển tài năng, từ việc mua cho cô những nhạc cụ đầu tiên đến việc đưa cô đi học nhạc. Tuy nhiên, cuộc đời lại có những dự định khác. Những khó khăn về tài chính đã khiến gia đình cô phải đối mặt với nhiều thử thách. Những ước mơ của cô bé Hồng Gầm dường như trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Khó khăn về tài chính buộc Hồng Gầm phải gác lại ước mơ của mình. Để phụ giúp gia đình, cô đã phải làm nhiều công việc lật vật khác nhau. Những ngày tháng ấy không hề dễ dàng, nhưng cô bé Hồng Gầm luôn giữ vững niềm tin và hy vọng. Để phụ giúp gia đình, cô đã làm nhiều công việc lật vật khác nhau. Từ việc làm việc nhà, chăm sóc em nhỏ, đến việc làm thêm tại các cửa hàng, nhà hàng. Mỗi công việc đều mang lại cho cô những trải nghiệm quý báu và giúp cô trưởng thành hơn. Từ phục vụ bàn tại các nhà hàng địa phương, cô đã học được sự kiên nhẫn và kỹ năng giao tiếp. Những ngày làm việc mệt mỏi không làm cô nặn lòng, mà ngược lại, càng làm cô quyết tâm hơn trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Đến làm nhân viên bán hàng, cô đã trải qua những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Những công việc ấy không chỉ giúp cô kiếm thêm thu nhập, mà còn giúp cô hiểu rõ hơn về giá trị của sự chăm chỉ và kiên trì. Cô đã trải qua những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Những khó khăn ấy không làm cô nản lòng, mà ngược lại, càng làm cô quyết tâm hơn trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Cô bé Hồng Gầm luôn tin rằng, chỉ cần cố gắng, mỗi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Nhưng ngay cả giữa guồng quay cơm áo gạo tiền hàng ngày, niềm đam mê âm nhạc của cô chưa bao giờ suy giảm. Âm nhạc luôn là nguồn động viên lớn nhất, giúp cô vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Chính trong những khoảng thời gian đầy thử thách ấy, âm nhạc đã trở thành niềm an ủi của cô. Những giai điệu ngọt ngào, những lời ca đầy cảm xúc đã giúp cô tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Ca hát cho cô thoát khỏi những khó khăn mà cô phải đối mặt. Mỗi lần cất tiếng hát, cô như được sống trong một thế giới khác, nơi không có những lỗ toan và áp lực của cuộc sống hàng ngày. Đó là lời nhắc nhở về ước mơ của cô, là ngọn hải đăng của hy vọng khi đối mặt với nghịch cảnh. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, Hồng Gầm luôn tin rằng chỉ cần có niềm tin và sự kiên trì, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Gánh nặng của những giấc mơ cân bằng giữa công việc và đam mê. Đó là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng. Cuộc sống không hề dễ dàng đối với Hồng Gầm. Cô phải đối mặt với những khó khăn mà nhiều người trẻ tuổi khác cũng gặp phải, nhưng với một quyết tâm không lấy chuyện. Cô làm việc không ngừng nghỉ, ngày ngày trôi qua trong guống quay của những công việc đòi hỏi cao và những lịch trình dày đặc. Từ sáng sớm đến tối muộn, cô luôn bận rộn với những nhiệm vụ khác nhau, không có thời gian để nghỉ ngơi. Gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên đôi vai trẻ của cô. Những áp lực từ công việc và cuộc sống hàng ngày khiến cô cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, cô từ chối từ bỏ ước mơ của mình. Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của cô và cô quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi, bị đánh cắp khỏi lịch trình bận rộn của cô đều dành cho âm nhạc. Cô dành thời gian để luyện tập, viết nhạc và cải thiện kỹ năng của mình. Những đêm khuya muốn được dành để luyện giống, giọng hát của cô vang lên khe khẽ trong tĩnh lặng. Đó là những khoảnh khắc yên bình khi cô có thể tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Những ngày cuối tuần, vốn dành cho nghỉ ngơi, đã được biến thành cơ hội để biểu diễn tại các sự kiện địa phương. Cô không ngại khó khăn, luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Số tiền ít ỏi mà cô kiếm được đã được cô cẩn thận dành dụm. Từng đồng xu đưa cô đến gần hơn với ước mơ theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.
Cô biết rằng mỗi bước nhỏ đều quan trọng trên con đường dài này. Sự cống hiến của cô đã được mọi người ghi nhận. Những người xung quanh cô bắt đầu nhận thấy sự nỗ lực và tài năng của cô. Bạn bè và đồng nghiệp chứng kiến niềm đam mê bền bỉ của cô đã trở thành người cổ vũ lớn nhất của cô. Họ luôn ở bên cạnh, động viên và khích lệ cô. Họ động viên, nhắc nhở cô về tài năng của mình. Những lời khuyên và sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân đã giúp cô vượt qua những khó khăn. Sự ủng hộ của họ đã tiếp thêm cho cô quyết tâm, nhắc nhở cô rằng, ngay cả giữa những khó khăn, ước mơ của cô vẫn đáng để đấu tranh. Cô biết rằng, mình không đơn độc trên hành trình này. Sự hy sinh là rất lớn, con đường phía trước còn nhiều bất định. Nhưng cô không sợ hãi, bởi vì cô biết rằng, mỗi bước đi đều đưa cô đến gần hơn với mục tiêu của mình. Nhưng đối với Hồng Gam, sức hấp dẫn của âm nhạc quá mạnh mẽ để có thể cưỡng lại. Âm nhạc là nguồn cảm hứng, là niềm đam mê cháy bỏng trong tim cô. Đó là một tiếng gọi, một định mệnh mà cô quyết tâm thực hiện. Cô biết rằng mình sinh ra để làm nhạc và không gì có thể ngăn cản cô. Và vì vậy, cô tiếp tục được thúc đẩy bởi niềm tin vững chắc vào bản thân và sức mạnh của những giấc mơ. Cô biết rằng chỉ cần kiên trì và không từ bỏ, cô sẽ đạt được thành công. Hồng Gam không chỉ là một người mơ mộng, cô là một người hành động. Mỗi ngày, cô đều làm việc chăm chỉ để biến ước mơ thành hiện thực. Cô biết rằng thành công không đến từ may mắn, mà từ sự nỗ lực không ngừng. Những buổi biểu diễn nhỏ, những lời khen ngợi từ khán giả, tất cả đều là động lực để cô tiếp tục. Cô biết rằng mỗi lần biểu diễn là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Cô luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Mỗi mục tiêu đạt được là một bước tiến, mỗi thất bại là một bài học quý giá. Hồng Gam biết rằng con đường phía trước còn dài và đầy thử thách, nhưng cô không bao giờ từ bỏ. Cô tin rằng với niềm đam mê và sự kiên trì, cô sẽ đạt được ước mơ của mình. Và vì vậy, cô tiếp tục bước đi với niềm tin vững chắc vào bản thân và sức mạnh của những giấc mơ. Hồng Gam là minh chứng sống cho việc theo đuổi đam mê và không bao giờ từ bỏ. Tìm kiếm tiếng nói của chính mình. Những bước chân đầu tiên vào làng nhạc, dám đương đầu với thử thách, Hồng Gam quyết định thử sức với sân khấu âm nhạc Việt Nam. Cô tham gia các cuộc thi ca hát địa phương, giọng hát của cô đã thu hút khán giả bằng cảm xúc và sức mạnh nguyên sơ. Mỗi buổi biểu diễn, bất kể kết quả như thế nào, đều là một bài học kinh nghiệm. Lần đầu tiên cô được cả nước biết đến là khi tham gia giọng hát Việt. Dù không giành chiến thắng, nhưng những phần trình diễn đầy nội lực của cô đã để lại dấu ấn trong lòng bạn giám khảo cũng như khán giả. Kinh nghiệm đó là vô giá, giúp cô hiểu rõ hơn về sự phức tạp của ngành công nghiệp âm nhạc và tạo nền tảng để cô thể hiện tài năng của mình với đông đảo khán giả hơn. Không nản lòng trước kết quả, cô đã sử dụng kinh nghiệm đó để trau dồi kỹ năng của mình hơn nữa. Cô tìm kiếm sự hướng dẫn từ các nhạc sĩ có tiếng, tham gia các buổi hội thảo và nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi và phát triển. Sự cống hiến của cô là không ngừng, tinh thần của cô không hề nao núng. Các màn trình diễn ban đầu của Hồng Gam được đặc trưng bởi chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim của khán giả. Cô dồn hết tâm can vào từng nốt nhạc, giọng hát của cô truyền tải một chiều sâu cảm xúc vượt xa lứa tuổi của cô. Chính sự chân thực, niềm đam mê âm nhạc chân chính ấy đã tạo nên sự khác biệt của cô so với đám đông và hé lộ thành công phía trước. Một ngôi sao đã ra đời, chiến thắng tại ban nhạc quyền năng, Hồng Gam, một cái tên mà giờ đây đã trở thành biểu tượng của sự kiên trì và tài năng, đã chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Hồng Gam. Đó là năm mà cô quyết định tham gia vào một trong những cuộc thi âm nhạc lớn nhất Việt Nam, ban nhạc quyền năng. Cô tham gia thử giống cho ban nhạc quyền năng, một chương trình thi bản nhạc nổi tiếng của Việt Nam, và lần này may mắn đã mỉm cười với người dũng cảm. Hồng Gam đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để có được một chỗ đứng trong cuộc thi. Các màn trình diễn của cô, sự kết hợp giữa giọng hát nội lực, phong cách trình diễn và cảm xúc chân thật đã thu hút cả ban giám khảo và khán giả. Mỗi lần cô bước lên sân khấu là mỗi lần cô mang đến một trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc và mãnh liệt. Tuần này qua tuần khác, cô dồn hết tâm huyết vào mỗi màn trình diễn, thể hiện sự đa năng và quãng rộng của mình. Không chỉ dừng lại ở việc hát, Hồng Gam còn thể hiện khả năng sáng tác và phối nhạc, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Từ những bản ballad soulful cho đến những bài hát nhạc pop sôi động, cô làm chủ sân khấu với phong thái tự tin, uyển chuyển, che giấu đi những năm tháng vất vả của mình. Mỗi bài hát đều là một câu chuyện, một phần của cuộc đời cô, được kể lại qua từng nốt nhạc và lời ca. Giọng hát của cô, một sức mạnh tự nhiên, bay bổng khắp trường quay, khiến khán giả như bị thôi miên. Không chỉ có giọng hát, mà cả cách cô truyền tải cảm xúc qua từng câu hát cũng khiến người nghe không thể rời mắt. Cả đất nước theo dõi, say sưa khi cô tiến đến gần hơn với danh hiệu đáng thèm thử. Mỗi tuần, hàng triệu người hâm mộ đều chờ đợi để xem Hồng Gam sẽ mang đến điều gì.